Nam mô A Di Đà Phật. Đôi lời càng hỏi táo quân ông, sắp tính về châu thượng giới không? Nếu có việc trần tô thẳng lẻ, đừng như những kẻ bén hơi đồng. Đêm ngồi nghe hỏi thăm ông táo sổ sách trần, ông tính đã xong chưa? Năm canh thịnh nhiều trận gió mưa, cho nhân loại trăm cây cũng ngàn đắng. Còn một dặn chắc khâm ba theo lệ cũng ở châu trời. Đêm nay trò chuyện với tôi chơi, thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ. Tao cười rằng có chi nhắn nhở, mới hôm nay sao lại gấp quá chừng? Có điều chi lo liệu bất quân mà vội vã dặn dò tôi sớm vậy? Sai cả cười vuốt ve tấm đại sợ ngày về, ông bận lắm che soi của chúng sanh làm lễ giáng hồi. Những lời tôi gửi gắm nên tính trước trao tờ cáo thầm cuộc trần gian đã trải một năm qua. Luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà, đều quốc kết tâu qua cùng thường đây. Ngài dân chỉ đáo lai trần thái cõi chung ư, nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ hoa thần hạ bút, khuyên ba tâm tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bài to viết về sao. Gái cùng trai già trẻ bước
vào đường trí huệ quy y dình đạo phán. Thần cũng chẳng say mê chùa tháp, chẳng tham tiền tham vật món chi chi. Hơn năm dư quyết chỉ duy trì, chuyện sanh chung phải kính thờ trời Phật. Cùng lắm kẻ phàm phu sơ thất, dòi chiếu đùa lũ quỷ ngạo đoan mang. Lúc ăn năn sửa tánh rất thật thà, còn lắm kẻ nghinh ngang theo chọc roi. Mượn luật pháp ẩn trong bóng tối, mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương. Và hiếm sâu không thước đo lường, dốc khóa hoài đường ngai bôi lẻ thần. Thêm lời tiếng thấp cao nhẹ nặng, làm cho người tu tịnh phải xót cơ xa. Nên hạ thần kính cần tâu qua, xin Ngọc Đế phân minh giùm trần thế. Nay cũng lắm người ưa kinh kể muốn tu, mà gặp lúc quá gai gô. Xác trần còn mắt phải nêu đò, giờ rước khách đã ngưng rồi năm. Thiên số định cũng chưa quá hạn, nên phải còn bận mãi ắt tư nàng tay. Dòng thánh minh đức rạng khắp nhân loài, ban phước xuống dân lành cho bớt cứ khổ. Gạo lúa kém là đồ sáng thổ, hàng quá cao ấy của ngoài ban vào. Kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, rất mong mỏi ăn cư cùng lạc nghiệp. Quay trời đất thế trần khủng khiếp, nhưng ngắt loài thọ cao cứ đua tranh. Lũ sói hùm quơi gút múa nanh, cho trăm họ hải hùng cơn sấm mưa nổ. Thần ráng sức ra công khuyến nga dỗ, dinh thuần phong mỹ tục của rồng tiên. Tập ở ăn theo nết thánh hiền,
lòng tu tình dòm Phật tiên nói chi. Bài tường tận trước sao chung thì đời dân minh vật chất bỏ gương xưa. Nghiệp tổ tiên con cháu dậy bừa học thói mới lăn loạn theo sở dục. Khắp thế giới bình lương cổ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào lòng bác ái đồng tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than gieo dắt khắp đông tây nam bắc chiều ưu sầu. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người báo ngước thừa cơ nguy thủ lời. Ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuần hư cho bọn gái lẫn trai. Nào hút thuốc phiện hội ve chai, nào trùm đi ma cố nghề hút mau. Đời chú đau chẳng khỏi than dùm dân tộc hèn, diện áo quần son phân lấn chen, miệng cho mình được lên xe xuống ngựa. Trời xây thấy nhân gian huynh đạo tỏ bài, cho thượng đế làm tường trong sanh chung. Bấy nhiêu đều chúng tao ở để giùm cho thâu ở đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm ghiếc hại hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tô. Cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giai được ban khen. Phận sĩ tăng tay trong miệng kèn, giác thiện tinh chân hưng nền Phật giao. Nếu chừng nào khai thông đại đạo đủ cứ từ bi rồi khắp cả nhân gian, bề trầm luận khô cạn sáu
sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật.